với vang bóng một thời tuần này sẽ là sự hồi tưởng về những thước phim của thanh xuân. Đây là một bộ phim mà cái tên á nó có liên quan tới một món rau củ quả. Bộ phim Mẹ con đậu đũa và người ngồi đây là mẹ của đậu rồng. Và những câu chuyện ký ức một lần nữa được đọng lại. Có một cái kỷ niệm mà tôi không thể nào tôi quên được, cái cảnh mà giăng sình. Thật ra lúc đó là tôi biết là sẽ bị giăng sình, nhưng mà anh Dũng bảo tôi là đừng cho Thiên Tú biết. Mẹ em ở ngoài mẹ em khóc luôn. Giọt nước mắt của Tú lúc đó rất là quý. Và chỉ có trong chương trình Vang Bóng Một Thời tụi mình mới có dịp để mà tiết lộ những cái bí mật mà đến giờ này mới được bật mí. Hãy cùng MC Đại Nghĩa giải mã chủ đề hôm nay. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Vang Bóng Một Thời. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2. Và ngày hôm nay với chủ đề dấu ấn màn ảnh Việt những năm 2000 thì Đại Nghĩa xin được trân trọng giới thiệu một người ngồi trong ban bình luận với Đại Nghĩa ngày hôm nay sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện liên quan đến chủ đề này. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ và chào đón nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy. Em mời chị. Tươi quá, tươi quá. Biết đứng cạnh Đại Nghĩa cho nên lựa một bộ đồ tông xịt tâm với Đại Nghĩa luôn á. Tươi hơn em, mong phải chia về bộ đồ không thôi, mà thần sắc rạng rỡ tươi rói luôn. Chẳng qua là em nhường chị tươi. Nhắc đến là dấu ấn màn ảnh Việt những năm 2000 thì chị nghĩ như thế nào? Và những cái bộ phim mà gọi là gây sóng gây gió thời đó, và bản thân mình mặc dù là diễn viên nhưng mà vẫn thương nhớ một thời các diễn viên ở trong phim, ví dụ như là Gọi Giấc Mơ Về, Giả Từ Dĩ Vãng. Khoan khoan, mà thời điểm đó chị Thúy vẫn đang được gọi là diễn viên trẻ triển vọng phải không? Vẫn rất trẻ và rất triển vọng. Có từng đi đóng quần chúng không? Có, đi đóng quần chúng 3 lần lận. Em cũng vậy, từng đi đóng quần chúng. Những cái bộ phim thời đó vẫn làm cho mình nhớ nhiều lắm. Và Thúy nghĩ rằng là đó là một cái giai đoạn mà gọi là rất là đặc trưng của điện ảnh Việt. Tại vì là trước đó chúng ta nhớ là những cái bộ phim ngắn rồi, không có nhiều những cái phim dài tập, hay là sóng truyền hình sẽ không có phủ nhiều như bây giờ. Thì đó là một cái thời điểm rất là đáng ghi nhớ, một cái dấu ấn cho phim truyền hình Việt. Em nghĩ rằng đó là cái thời điểm gọi là giao thời đó. Đó. Và để trao đổi với nhau về cái chủ đề này nhiều hơn thì em mời chị cùng em về vị trí này mình ngồi ha, mình nói chuyện cho thoải mái. Em mời chị. Dạ, thưa quý vị, vừa rồi thì chị Hạnh Thúy có nói về cái giai đoạn Hạnh Thúy cũng như là Đại Nghĩa được tạm gọi là diễn viên trẻ và triển vọng. Bởi vì lúc đó là chúng tôi vừa mới ra trường. Đúng nhưng rồi. Chị là ra trường vào năm nào? Thúy ra trường vào năm 1997. Dạ. Nhưng mà ở cái thời điểm 2000 thì vẫn là một diễn viên gọi là chập chững, chạy giữa các điểm diễn với nhau. Cái gương mặt mà gọi là chưa ai quen, chưa ai biết cả. Dạ. Mà mình được đi đóng phim là mừng dữ lắm luôn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với nhau về một cái bộ phim có cả những gương mặt trẻ đồng trang lứa với chị em mình cũng được góp mặt trong bộ phim đó nữa. Vậy bây giờ em sẽ cho chị những cái gợi ý để chị đoán thử xem trong những cái thời điểm đó chị có đoán được cái bộ phim này là bộ phim gì hay không. Thứ nhất, đây là một cái bộ phim mà được quay ở vùng cao. Chị khoanh vùng thử xem có khoảng bao nhiêu bộ phim mà quay được ở cái vùng cao này nha. Vùng cao thì có thể là Gấu Cổ Trắng của anh Trương Dũng, hoặc là em cho thêm gợi ý. Xin thêm gợi ý đi. Đây là một bộ phim phát vào mùng 1 Tết. Này là dữ liệu có cũng như không. Ừ. Tại vì là mùng 1 Tết thì có rất là nhiều phim phát, chắc phải mua thêm dữ liệu. Mua thêm dữ liệu phải không? Dữ liệu này là một dữ liệu mà em nghĩ rằng chị sẽ đoán được nha, nếu như mà tin ý. Đây là một bộ phim mà cái tên á nó có liên quan tới một món rau củ quả. Salad dưa leo này kia, cà rốt. Có đáp án rồi. Trời ơi. Cái này ở vùng cao. À. Nhưng mà lại không nói về cà phê, mà là một cái món rau khác. Và cái món rau đó thật ra nó không phải là có món rau được xuất hiện trong phim như là một món ăn. Một món ăn hay là gọi là một chủ đề, mà là tên của một nhân vật. Vậy thì chị đã đoán được tên phim đó là gì chưa? Đoán rồi. Cái bộ phim này nó cũng ảnh hưởng đến Thúy khi mà cái tên của cô bé nhân vật ở đó đã ảnh hưởng khi mà mình quyết định đặt là tên của đứa con thứ hai mình cũng là tên một loại rau củ quả. À. Là bộ phim Mẹ Con Đậu Đũa. Và người ngồi đây là mẹ của đậu rồng. Tức là người con thứ hai của chị Thúy đặt tên là đậu rồng. Dạ đúng là rồi. Là bởi vì thấy cái tên đậu đũa dễ thương quá dễ đúng thương. Không ạ?
Nhưng mà bây giờ để coi coi cái đáp án của chị Thúy trả lời đúng hay sai thì chúng ta sẽ gặp gỡ với những nhân vật của phim, họ xuất hiện và họ sẽ cho chúng ta biết câu trả lời nha. Xin mời. Đúng rồi. Và thưa quý vị, đó là đạo diễn Trương Dũng và diễn viên Tuyết Dung. Em mời anh chị về đây ạ. Em chào chị. Dạ. Em chào anh. Dạ, em mời anh chị vào chỗ. Chào anh. Để cho hai người phụ nữ áo xanh ngồi kế nhau đi. Thưa quý vị, đây là đạo diễn Trương Dũng và đây là diễn viên Tuyết Dung. Hồi nãy chị Thúy chỉ có nói là tên bộ phim là Mẹ Con Đầu Đũa. Vậy à, đúng không anh Dũng? Chính xác. Chính xác, dạ. 10 điểm. Bộ phim này có một điều đặc biệt mà nãy em chưa tiết lộ cho chị Thúy, bởi vì nó sẽ có thêm một dữ kiện nữa. Nếu như mà chị vẫn chưa đoán ra là nó chỉ có một tập mà thôi. Cái thời điểm đó em nhớ trước đó là phim truyền hình đa phần là một tập. Thật ra thì lúc đó không có thể gọi là phim một tập, tại vì nó không có phân tập. Dạ. Cho nên là gọi là phim ngắn thôi. Dạ. Chứ không có gọi là phim một tập. Anh Dũng với chị Dung là nhớ cái khoảng thời gian đó là khoảng năm bao nhiêu không chị, cái phim đó? Mình nhớ rất rõ là vì lúc đó Tuyết Dung mới tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh năm 1997. Là một cái năm ghi dấu ấn rất lớn trong cuộc đời của Dung, là được tham gia cái bộ phim của anh Dũng. Dạ. Nghĩ biết là một cái phim ngắn thôi, nhưng mà quay đến gần 2 tháng đó, ở trên, dạ, Bảo Lộc. Vậy là năm 97 là cái bộ phim này được quay. Và mình cũng chiếu trong cái dịp Tết năm đó luôn phải không chị? Đúng rồi, Tết năm đó thì cũng hơi bất ngờ vì cái phim nó được chiếu vào mùa Tết. Vì cái phim nó nói về thiếu nhi, và nói về tình cảm, về tình đồng đội của những người thanh niên xung phong. Nhưng mà lại được chiếu vào lúc Tết thì mình cũng không biết. Đến lúc mà mình xem á, thì chị Hồng Vân mới nói rằng là: "Ê, mày với anh Công Ninh á, đóng cái phim gì đâu làm tao khóc quá trời ngay mùng 1 Tết luôn." Thì lúc đó mình mới thấy là à, thì ra là cái bộ phim cũng đã mang đến cho khán giả có một cái nhìn rất là tích cực về bộ phim và mọi người đều thích. Thì đó là cái niềm vui của cả một ekip của mình, dạ, lúc đó. Và trong cái bộ phim này á, cái nhân vật chính là đậu đũa, mà tiếc quá là bữa nay chị Thúy có thấy không? Không thấy đậu đũa đâu hết trơn á trời á. Rồi còn một cái nhân vật là ông ba nữa. Đúng rồi. Không, ba con đậu đũa lẽ ra phải có chứ. Có mặt. Nhưng mà tại vì thông cảm đi, là anh Công Ninh với Thiên Tú á, đóng vai là cha đậu đũa nè, và đậu đũa nè là phải đi bằng xe đạp. Ủa, đi xe đạp thì phải đến trễ. Vẫn đi xe đạp. Thì vẫn nhớ cái cảnh mà hai cha con chạy trên cái đường và đứa bé thì nó mặc đồ rất là chỉnh chu sạch sẽ để đi dự thi Bé Khỏe Bé Ngoan. Thì có xe công nông anh ha, nó chạy xoẹt một phát văng xe hết đó, Thúy, từ đầu đến đuôi nhỏ mà nhìn cảm thấy mình thương thiệt thương. Đừng có nói lát nữa lên phim trường hai cho con mặt mày y chang vậy. Không, em nghĩ là chắc không, là bởi vì bây giờ đường thành phố mình là không có đất đỏ, cho nên là nếu mà đạp xe đạp xuống tới đây thì chắc là vẫn còn sạch sẽ đẹp đẽ tinh tươm. Nhưng mà nghĩa là hai mấy năm rồi, ngày xưa thì anh Ninh có thể chở Thiên Tú rất là dễ dàng, bởi vì, dạ, lúc đó nó còn nhỏ. Thế bây giờ hai mươi mấy năm rồi thì chở bằng cách nào đây? Em không biết anh Dũng ơi, có khi là Thiên Tú chở ngược lại luôn đó. Vậy bây giờ mình phải ngắm thử coi là hai cha con có tới chưa. À, em nghe nhạc vui lên là chắc đang tới đó. Nào, cố lên, cố lên. Trời ơi. Ôi, đây là cái hình ảnh ngày xưa kìa, hình ảnh Ba Minh với lại bé đầu đũa. Chút xíu mà, nhưng mà bây giờ cái hình bây giờ nó khác quá. Mày thấy thương quá, con xe này xịn hơn á. Đúng rồi, xe này xịn hơn. Thở đi, thở đi. Không có chạy xe đạp, chạy té lên té xuống nè. Công Ninh phải thở đi đã. Công nhận mấy chục năm mà thầy đạp xe đạp còn tốt ghê. Ủa, xin lỗi, đây là ai vậy? Chắc mẹ bé đầu đũa. Không nhận ra luôn á trời. Ninh thì nhận ra rõ ràng. Dạ đúng rồi. Dạ thôi bây giờ vậy nè, mình vô ghế mình ngồi đi, mình đứng đây khó quá. Dạ thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã nhìn thấy trên màn hình á, là hình ảnh của nhân vật Ba Minh là do nghệ sĩ ưu tú Công Ninh thể hiện. Và cái bé đậu có nó màu hồng chút xíu ở phía sau ôm Ba Minh đó chính là bé đậu đũa trong phim. Và cái cô bé này tên là Thiên Tú. Nhưng bữa nay thì không phải là Ba Minh chở bé đậu đũa nhỏ xíu xiu mà chở một cái cô nào đó rất là đẹp, rất là lớn mà bây giờ mình không biết đó là ai. Thôi bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình cho mọi người biết nha. Dạ hôm nay em xin phép được chào các cô chú anh chị ở bên này. Em xin phép tự giới thiệu, em là Thiên Tú, là nhân vật đậu đũa ở trên hình như mọi người đang thấy ở đây. Trời ơi. Thôi nhìn không nhận ra luôn á. Khó để mà nhìn ra lắm, nếu mà bây giờ mà Tú không tự giới thiệu thì mình chắc là em sẽ không nhận ra đây là cái cô bé đậu đũa ngày xưa đâu. Dạ. Thầy Công Ninh ơi, khi mà thầy gặp lại Tú sau bao nhiêu năm thầy có nhận ra liền không ạ? Thật ra tôi cũng hơi ngạc nhiên á, dạ, thì cũng hơi phân vân, không biết có phải là Thiên Tú hay không. Nhưng mà khi hai cha con tiếp xúc với nhau thì mới biết à, đây là cô bé ngày xưa mình đã từng đóng chung phim. Dạ, hồi này Tú là bao nhiêu tuổi Tú? Dạ, lúc này là em 5 tuổi.
5 tuổi thôi. Dạ. 5 tuổi mà nhà đã cho đóng phim ở vùng cao xa xôi như vậy rồi đó hả? À, thực sự hồi trước á, thì em cũng được tiếp xúc đoàn phim sớm. Là chỉ là đi quay minh họa ca nhạc thôi. Cho nên là lúc đó các cô chú trong đoàn phim cũng có biết tới. Thì chính vì vậy mà khi mà đến cái phim này thì đối với em cũng bình thường. Cũng không có quá bỡ ngỡ. Là lần đó là có bà ngoại của em đi theo để mà phụ chăm sóc em trên đó. Chắc nhỏ nhất đoàn là chắc nhỏ mấy cô đoàn. Chú là được trời cưng ơi, lắm hả? Nghĩ biết không, nâng niu lắm luôn á. Hoài. Bổ sung là phải có cái chữ sờ trong đó. Nâng niu, chiều sao? Chuồng và sờ. Chiều lắm. Sợ nè, sợ anh như thế nào á? Đạo diễn Trương Dũng cũng rất là một chiều. Một cô bé 5 tuổi lớn dạ. Nhôm như vậy mà đúng, nhỏ nhưng xíu. Mà quyền lực rất là dữ đúng, dội đúng à. Bởi vì nếu như mà không chịu đóng nữa thì coi như đoàn phim phải ngừng cả đoàn nghỉ. Dạ. Đang đóng mà mệt quá lăn ra ngủ là cũng phải chịu. Có. Đang đóng mà đói bụng quá đòi ăn là cũng phải chịu. Cái này là không có trong hợp đồng dạ. Nhưng mà nó là thường xuyên dạ. Tức là làm cái gì làm phải được ngủ trưa từ 11 giờ đến gần 2 giờ rưỡi dạ. Sau đó dậy phải cắn vào tay đạo diễn cái. À có cái vụ cắn vào tay đó. Người nào cũng vậy. Phải đưa cái tay ra cho cắn phát xong mới ra diễn à. Ủa con cho nên là con sợ cũng mong manh yếu đuối mà con bạo lực quá vậy. À tôi có nhớ Thiên Tú có một cái chi tiết rất là hay luôn. Mà đoàn phim nhờ cái chi tiết này mà Thiên Tú mới đóng hết xong bộ phim luôn á. Là Thiên Tú rất là nhõng nhẽo và rất là chảnh chẹ. Đúng rồi. Coi như là thích quay là quay, không thích quay là không thích quay. Mà anh Dũng anh có một cái chiêu rất là hay trị với cô bé này cái tính đó. Mỗi lần mà kêu cổ ra quay mà cổ không chịu quay, cổ dẹo tới dẹo lui á, là kêu bà ngoại, là kêu bà ngoại từ Sài Gòn lên rước cổ về Sài Gòn, tức là không cho đóng phim nữa đó. Là coi như cổ sợ về Sài Gòn không được đóng phim nữa là cổ ra hiện trường cũng quay răm rắp luôn. Mà là hăm dọa thôi chứ bà ngoại đâu có đón về đâu không. Sao dám bà ngoại mà lên một cái là đoàn phim tiêu luôn á. Dạ thưa quý vị, đây là một cái cuộc hội ngộ sau hơn 20 năm của các thành viên trong đoàn. Rất là bồi hồi khi mà chúng ta có dịp gặp lại nhau sau chừng ấy năm. Mọi người đều có những cái sự thay đổi, có người thì rẽ hướng công việc, hoặc là có người như là bé Tú đã lớn phỏng phao lên thành một cô gái rất là xinh đẹp. Nhưng mà có một người chị thấy không thay đổi gì cả. Là thầy Công Ninh. Thầy Công Ninh. Đó, soái ca Công Ninh đang ngồi kia. Dạ. Sau 24 năm anh ấy vẫn không già. Thầy không già. Anh ấy vẫn không mập lên một chút nào cả. Có mập lên chút chị. Có mập. Bây giờ nè, thôi bây giờ để coi thầy Ninh có mập lên hay không nha. Hoặc là mình coi lại các thành viên trong đoàn của mình, đặc biệt là chị Dung nè. Tú là đương nhiên thay đổi nhiều rồi, nhưng mà hãy coi lại coi chị Tuyết Dung này rồi thầy Công Ninh có thay đổi như thế nào so với thời điểm hiện tại. Thì mời tất cả mọi người chúng ta cùng xem lại một vài đoạn trích trong bộ phim Mẹ Con Đậu Đũa nha. Bộ phim truyền hình Mẹ Con Đậu Đũa từ nguyên tác của nhà văn Nguyên Hương, đạo diễn Trương Dũng đã tạo nên một bộ phim xúc động về tình cảm gia đình, khiến nhiều khán giả nức nở trước sự yêu thương vô bờ bến của người cha dành cho cô con gái nhỏ, điều làm nên giá trị nhân văn sâu sắc cho tác phẩm. Bố đơn thân, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh đã đem lại nhiều khoảnh khắc xúc động cho khán giả khi lột tả được sự chất phác, hồn hậu của một người cha. Và để tạo nên thành công cho bộ phim, còn có sự tham gia của diễn viên Tuyết Dung, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy với những vai diễn ấn tượng. Tôi tính vậy, anh cứ bồng cháu về nhà tôi nghỉ tạm, rồi mai hãy tính. Dạ. Đến nay, sau hơn 20 năm phát sóng, bộ phim Mẹ Con Đậu Đũa vẫn được khán giả nhắc nhớ đến nhiều năm qua cùng những cảm xúc khó phai. Bộ phim đã trở thành một phần ký ức của rất nhiều thế hệ khán giả. Nhìn trả lại một cái khoảng trời thanh xuân của mỗi người ha. Lúc đó chị Thúy và chị Dung đẹp ghê luôn á, mới ra trường phải không? Đúng rồi. Dạ, còn mơn mởn như mà sinh viên vừa mới ra trường mà. Ủa em, bây giờ tụi chị vẫn mơn mởn nhà vẫn đẹp mà em. Không, bây giờ là mình mọng. Cái ngày xưa là mình mơn mởn, bây giờ mình mọng nước. Cái sự nhan sắc nó chín mùi nó khác hơn so với ngày xưa nha. Nghĩ biết không, lúc đó Tuyết Dung đóng cái phim đó là Tuyết Dung mới 21 tuổi. Dạ. Nhưng mà phải đóng cái vai của thanh niên xung phong là khoảng 30 mấy tuổi. Nên là xong cái bộ phim đó rồi ra đời, ai gặp Tuyết Dung cũng nói: trời ơi, ngoài đời trẻ quá đi, trong phim sao mà già dữ vậy. Tại vì người ta cũng đôi khi không chú ý đến cái nhân vật đó là bao nhiêu tuổi. Dạ. Nên là họ cứ ra là họ cứ nói như vậy. Và còn chị Thúy thì sao với cái vai diễn này? Cái vai đó thì Thúy ngắn thôi, chắc chừng chục phân đoạn anh hả? Ừ. Chỉ có cô thư ký rồi ghi đọc tên của mọi người thôi, cho nên là không có xuất hiện nhiều. Nhưng mà được cái là cái thời điểm đó là em biết anh Dũng qua những cái chuyện lần đi quay karaoke, quay ca nhạc đồ các kiểu, mà được anh Dũng mời đi phim thì thích lắm. Thật ra nếu như bây giờ mà lên ngồi một tháng
hay là nửa tháng chỉ để quay mấy phân đoạn, chắc em giận anh á. Nhưng mà thời điểm đó không có, đi ở miệt ở ngoài, bữa nào ra hiện trường tới giờ trưa miễn cho em ăn cơm, chiều cho em ăn cơm là được, quay cũng được không quay cũng được, đi theo đoàn phim với không khí nó thích vui lắm luôn. Đúng rồi, mà cảm giác là mình được ở trong đoàn phim nó là một cái gì đó nó tự hào và nó rất là đáng trân trọng. Hạnh Thúy kể về cái việc là đi quay video cho anh Trương Dũng, quay mấy cái video ca nhạc đó Đại Nghĩa. Cô Hạnh Thúy này nè, cổ đi quay video cho anh Minh Thuận nhưng mà cổ bận, thế là cổ không đi được. Thế là anh Trương Dũng mới nói là Tuyết Dung ơi, anh mới biết em thôi thì em đi quay giúp cho Hạnh Thúy một hôm đi. Đấy thì mình đi quay cái video ca nhạc ở ngoài Bình Thuận. Trong cái giai đoạn đó thì chắc có lẽ mình nghiêm túc quá đó, Nghĩa ngồi vậy nè, cứ ngồi anh Dũng anh diễn tả là sau này anh nói là mình cứ ngồi trên xe nhà xe chồng chền cỡ nào mà cái quyển sách mày không rớt. Cô này có một cái đặc điểm là tư thế là thế này, bắt cái ghế ngay giữa cái xe công nông, bắt kéo cái chân, cầm cuốn sách không vừa luôn, cầm cuốn sách đọc. Xe lắp con này. Anh Dũng kể mới mắc cười. Dạ dạ. Cho nên là khi mà nhìn Tuyết Dung như vậy mình mới nói là đây sẽ là cô giáo Hương. Dạ. Tức là lúc đó là trong cái quá trình anh đang đi tìm nhân vật cho phim đúng không anh? Đúng rồi, vừa tìm nhân vật nhưng làm thêm là đi quay cái ca nhạc cho Minh Thuận. Và thấy chị Dung mặc dù là đi quay một cái MV ca nhạc không có liên quan gì tới bộ phim hết, nhưng mà cái phong thái của cái người con gái này có lẽ là sẽ hợp với vai cô giáo đó. Cho nên là anh đã nhắm từ cái giai đoạn đó rồi. Đúng rồi. Còn với Tú thì sao anh? Anh chọn Tú như thế nào? Tú còn nhớ vào thời điểm đó được vào vai ra sao không Tú? Cái này em nhớ nhưng mà chú Dũng có muốn kể không hay là để con kể? Cái này chú phải kể. Không phải tranh con kể đâu. Nhưng mà nó có nhiều cái chuyện mà trước đó có thể Tú không biết. Tức là để chọn một cái nhân vật như bé Thiên Tú là phải mất gần nửa tháng. Ngày nào cũng vậy, lên ngồi ngay trước đài truyền hình, có cái quán cà phê đối diện, ngồi đó và tuyển lựa. Thật ra tất cả các nhân vật này là nằm trong hình dung hết rồi, chỉ còn có cái cô bé này thôi. Thì mất nửa tháng để chọn lựa. Thì đến một hôm là chọn được một cô bé. Khi mà thử diễn rồi này kia nọ được hết, không có vấn đề gì. Thế là đoàn lên đường để chờ cái cô bé đó thôi. Thì khi lên tới Bảo Lộc, cái cảnh đầu tiên của cô bé là phải quay với thầy Công Ninh. Cái lúc mà đã chuẩn bị xong hết rồi, đèn đuốc rồi máy quay đặt đó và đó hết rồi, thì Công Ninh mới bồng cô bé đó lên để diễn cái cảnh đầu tiên. Thì không biết tự nhiên sao mà cô bé khóc ré lên luôn. Nói chết rồi sao kỳ vậy? Ở dưới là rất là bình thường mà tại sao lên đây là khóc ré, mà dứt khoát là không để cho Công Ninh bồng. Mới ra hỏi Công Ninh sao vậy, cái thấy nó rờ cái mặt Công Ninh như nhám nhám hay sao đó. Thế là nó khóc hoài luôn. Mình sợ. Hơi sợ. Thế là đoàn phim ngay lúc đó là phải ngưng. Cái là mới bắt đầu họp đoàn lại, nói thôi tình hình này là không ổn rồi. Rất may trong đoàn có một cái chị hóa trang, chị lại đã từng quay mấy em thiếu nhi rồi, cho nên chị biết có một cái nhân vật. Thì chị nói là để thử cái nhân vật này thì đoàn phải ở lại Bảo Lộc hết, mà hồi đó ở lại là tiền phải chi. Cho nên là chủ nhiệm họ rất là nhăn nhó. Bây giờ ở lại tiền cũng phải chi anh ạ, vẫn nhăn như thường. Thì khi mà nhờ chị đó về Sài Gòn thì bắt đầu là tới lượt con kể đó. Cái này thì con cũng được nghe lại từ mẹ với lại bà kể. Thì khi mà nhà em nhận cái cuộc điện thoại từ của bên cô make up tên là Hằng, thì cô có hỏi là Tú nó còn ốm không. Thì nhà em nói là con ốm nhóm nhách à, mà làm chi vậy. Thì lúc đó cô mới kể về cái trường hợp của bên đoàn phim là như vậy. Thì nói là bây giờ hỏi coi là bây giờ nếu không bận gì thì đưa bé lên trên Bảo Lộc gấp để mà đóng liền luôn. Lúc đó mẹ với ngoại hỏi là bây giờ đi đóng phim đi không? Nói đi, đi đâu đi à? Chứ chẳng biết đi đâu hết á. Nhưng mà tới khi bắt đầu mới lên trên đó rồi mới nói, à mình mới biết là tới một cái nơi xa như vậy. Thì cái này em cũng kể là cái lần đầu tiên em gặp ba Ninh. Thật sự lúc đó cũng chưa có phải ra cảnh quay, ở trong chỗ nghỉ thôi. Mọi người cho em gặp ba thì vừa đó lại thì giống như nãy mọi người nói là cái bạn đó bạn sợ ba Ninh râu ria này, em thấy em cũng lại bình thường, bởi vì ở nhà thật sự bố em cũng vậy, cũng để râu, cho nên là em nói ủa đâu có gì đâu, thì em cũng lại em gặp ba bình thường này kia hết. Thì lúc đó là à rồi, mọi người mới yên tâm về cái việc đó, đúng không chú Dũng? Trời, cái bí mật này tại sao bây giờ tôi mới biết, tại sao bây giờ tôi mới biết. Tôi không hề biết cho tới giờ phút này luôn. Bây giờ anh Dũng nói ra, Thiên Tú nói ra, tôi mới biết là có một cái chi tiết này. Dạ, tức là đã từng có một cô bé diễn viên mất cái vai diễn hay là bởi vì hàm râu của thầy. Đúng và cũng có một cô bé nổi lên nhờ cái hàm râu của thầy. Cái đó là duyên đó đúng không? Tự nhiên là đang ở nhà rồi, không cần phải đi casting trước đó. Dạ, đúng rồi. Không cần phải ra cái quán cà phê trước của đài truyền hình luôn. Đúng. Mà tự nhiên mời thẳng lên vô gia chính luôn. Không, và chỉ có trong chương trình Vang Bóng Một Thời tụi mình mới có dịp để mà tiết lộ những cái bí mật mà đến giờ này mới được bật mí ra.
đó là Tuyết Dung cũng muốn tiết lộ cái bí mật với Đại Nghĩa. Gì nữa chị? Cái vai mà bác sĩ Hương trong phim Mẹ Con Đậu Đũa không phải là của Tuyết Dung. Đừng nói đầu tiên là của chị Thúy nha. Không phải không, luôn. Chị Thúy của là một người khá là nổi tiếng mà chứ không tiện nói tên. Vì là anh Dũng đã chọn cái người đó rồi. Nhưng vì anh Dũng thấy Dung quá hợp cái giai đoạn đó thì anh Dũng mới dẫn Dung đi lên gặp giám đốc và nói rằng là em chọn diễn viên đó rồi nhưng mà em thấy là không hợp bằng cô Tuyết Dung này và em muốn được đổi. Thì lúc đó anh giám đốc thì em nói rằng là nếu như đạo diễn thấy hợp vai thì tôi cũng đồng ý. Chị có bị áp lực không khi là mới ra trường mà được một cái vai lớn như vậy mà thay thế của một người đàn chị nữa? Có, lúc đó thực ra là Tuyết Dung rất là áp lực. Đó là lý do vì sao mà Dung đã thuộc thoại rất là nhiều trong cái kịch bản của Mẹ Con Đậu Đũa, chú tâm vô đó. Và Dung nghĩ đây là một cơ hội lớn trong cuộc đời mình. Và khán giả vào thời điểm đó nếu mà có xem các chương trình thì sẽ thấy chị Tuyết Dung xuất hiện rất là nhiều. Nhưng mà thường em thấy nha, chỉ có một số vai gọi là đóng vai đào đẹp đào thương thôi, còn đa phần là đóng những cái vai mà cũng ồn ào. Vậy thì tại sao lúc đó chị vào cái vai này là một cái sự nó hoàn toàn khác biệt như vậy? Thực ra mà nói thì Nghĩa nói hoàn toàn đúng đó. Những cái sự ồn ào đó chỉ là bề ngoài, nó không phải là bên trong con người của Dung đâu. Nó là bề nổi. Chính anh Dũng mới là người nhìn ra thực sự tính cách thật trong cái con người của Tuyết Dung đó. Anh Dũng đã nhìn thấy được cái sự điềm đạm và cái sự quá chỉnh chu. Trời ơi, bả nghiêm túc lắm luôn. Hầu như là khi mà tôi tham gia vào cái lĩnh vực nghệ thuật này, tôi thấy những người nữ mà khi tới một cái môi trường sinh hoạt nghệ thuật, họ rất là nói chung là hoạt bát, họ chọc ghẹo người, họ chọc ghẹo người kia, giống như em vậy đó. Nhưng mà cô Dung thì ngồi đâu ngồi chỗ. Và dạ, chỉ đúng. Biết là phục vụ cho cái vai diễn của mình thôi, không cần biết gì khác ngoài cái vai diễn. Khi mình đóng 2 tháng như vậy ở trên Bảo Lộc, ở cùng với nhau như thế là mình sẽ có rất là nhiều những kỷ niệm, phải không thầy? Thầy có những kỷ niệm nào thầy có thể chia sẻ cho mọi người được không ạ? Có một cái kỷ niệm mà tôi không thể nào tôi quên được. Tôi nhớ rõ ràng là cái cảnh mà giăng sình á, là không bao giờ quên được. Tại vì thật ra lúc đó là tôi biết là sẽ bị giăng sình, nhưng mà anh Dũng bảo tôi đừng cho Thiên Tú biết. Và tôi quay cái cảnh tôi cũng lo lắm. Lỡ rồi. Tại vì cô bé này lúc đó quá nhỏ đi, đúng không? Đúng rồi. Đấy cái chỗ đó đó, đấy cái khung hình đó đó là cái khung hình mà tôi nhìn Thiên Tú tôi muốn khóc luôn á. Trời ơi, làm một phát một cái tôi quay qua tôi thấy Thiên Tú không còn thấy cái mặt Thiên Tú luôn, coi như sình từ trên xuống dưới. Và sau cái cú quay này là Thiên Tú nghỉ quay đúng một tuần. Thiên Tú không dám quay nữa. Sợ quá đó cả nhà. Một trong những cảnh mà gây lấy nước mắt khán giả là cái phân đoạn này. Lúc đó là em hoàn toàn không được biết là sẽ có cảnh này diễn ra, phải không? Dạ đúng rồi. Cho nên là cả đoàn phim rất là hồi hộp và lo cho Thiên Tú. Và cuối cùng là cảnh cực kỳ đạt và sẽ không bao giờ có take thứ hai, đúng không anh Dũng? Đúng. Lúc anh Dũng nói là phải ráng quay vì không thể quay take thứ hai được. Vì nó có thế này nè, tức là khi mình nhìn vào đó thì có lẽ khán giả tưởng là nó thật như vậy. Nhưng mà để làm được cái cảnh đó là khó lắm. Họa sĩ thiết kế phải đào. Không đấy, cái chỗ trũng đó là đào đó. Nhưng mà rất may là Thiên có Tú có kê một cái cục đá trước đó để cho xe nó chạy cán lên và nó dằn xuống. Còn nhớ đúng cái hố bự lắm. Rất may là Thiên Tú lúc đó nó không biết là mình làm cái gì, cho nên là cứ cho đào xong rồi lấy nước về đổ đầy lên và cho thử cái độ văng nó đến cỡ nào. Rồi sau đó mới đưa hai cha con vô là một cú một, không thể cú một, không có cú thứ hai luôn. Cho nên cả đoàn phim rất là hồi hộp và không dám báo cho Thiên Tú biết trước, thì sợ Thiên Tú nó không chịu quay. Nhìn thì thấy có vẻ rất là Thiên Tú không chịu quay. Nhìn rất là tự nhiên nhưng mà thật ra là cái tự nhiên đó là có sự sắp xếp. Đúng rồi. Và sau đó là con bé đó không chịu quay thật. Thiệt. Anh làm nào để anh thuyết phục Thiên Tú quay trở lại hiện trường? Bà ngoại. Tất cả đều là bà ngoại hết. Bà ngoại lo vụ đó. Bà ngoại thần thánh. Bà ngoại tức tốc từ Sài Gòn bay lên Bảo Lộc. Coi như là an ủi, vuốt ve, năn nỉ. Trước đó là bà ngoại về phải không? Bà ngoại cho mình đúng không? Đúng rồi, sau đó quay lên trở lại. Mà lúc đó cái cảnh quay vừa diễn ra là khi mà sình bùng văng hết lên mình như vậy, mình lúc đó có sợ, mình có khóc không? Dạ có, lúc coi như là em không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Bởi vì lúc trước đó là em vẫn thấy các chú đoàn làm phim vẫn đang làm hố này, mình cũng nghĩ một cảnh quay bình thường đó, vẫn đang rất là vô tư, ngồi trên xe đạp còn đung đưa chân nữa mà em còn nhớ bình thường lắm, vui vẻ lắm. Tới khi cảnh đó em đúng nghĩa đứng sững. Mà ngày hôm đó là ngày lần đầu tiên mẹ với lại chị em từ Sài Gòn lên để coi ngay đúng cảnh đó. Mẹ em ở ngoài mẹ em khóc luôn, khóc tại chỗ, tức là nói trời không ngờ là tại sao lại cực như vậy, tại sao lại tới nỗi như vậy. Thì sau đó rồi cũng mẹ em cũng động viên an ủi rồi để cho em tiếp tục tinh thần ở lại, chứ đợt đó em đòi về. Chắc Nghĩa đi phim thì cũng biết ha, cái giọt nước mắt của Tú lúc đó rất là quý. Bởi vì cái thời điểm đó là chỉ được quay có một máy. Đúng. Mà sợ là quay có một máy đặt cái cảnh rộng quay cái đó rồi, nhưng nếu mà di chuyển máy mà chậm quá là mất cái giọt nước mắt của cô này. Cho nên là phải hét quay phim, cầm máy chạy tới để mà bắt được.
Thì lúc đó mới lấy được cái giọt nước mắt của cái và thật sự cũng đó. Rất là may là Tú đã phản ứng theo cái cách mà nhân vật cần, đúng không anh? Đúng. Hoàn toàn bạn có thể là nhảy dựng lên, tôi không quay nữa, hay là khóc lóc hay cái gì đó. Bà im lặng rồi. Rất may mắn là bà cô ấy bị sản á, cũng gần như bất động á. Trời ơi, thương lắm. Lúc đó mình có ý thức mà là diễn viên mình không được giữ. Dạ có chứ. Lúc đó vẫn ý thức là đang quay. Muốn cái gì muốn xong đi. Đạo diễn hô một cái rồi lúc đó muốn làm gì làm. Trời ơi, hay vậy. Với một cô bé 5 tuổi mà lúc đó là sợ quá rồi bỏ vai luôn á. Đúng rồi. Khóc dậy nãy đồ đi về hay kêu mẹ ơi ba ơi cái này kia là coi như là mình uổng công hết nguyên cảnh quay này luôn. Còn với chị Thúy, mặc dù là mình đóng một cái vai nhỏ thôi, nhưng mà chị có kỷ niệm nào với đoàn phim không chị? Kỷ niệm với đoàn phim hả? Có lẽ là cái lạnh. Với cái nhân vật đó thì em đọc kịch bản, em nghe nói là vai thư ký. Thì thư ký thì cứ quần đen với áo sơ mi thôi. Trời ơi, lên trên đó nó lạnh. Nó lạnh mà không thở được, lạnh không biết nói làm sao mà không có đồ lạnh để mặc. Và thật sự lúc đó cũng chẳng có tiền để đi mua đồ giống như bây giờ. Ôi trời, đi mua đồ. Còn hồi đó không có. Thế là coi như là mặc 3-4-5 lớp đồ ở trong á, xong lát thấy người mình nó vuông ra vậy. Xong bắt đầu cởi dần ra để cuối cùng là còn lại một cái áo sơ mi với lại trang phục bình thường thôi. Nhưng mà rất là lạnh. Em nhớ là lúc đó em có nói với anh Dũng là hỏi tại sao anh Dũng kêu em đi đóng phim. Thì anh Dũng kêu là ờ thì kêu thôi. Nhưng mà em nghĩ là trong cái ờ thì kêu thôi nó có cái ghi nhận là à con bé này nó có thể là nó có một cái sự hợp vai. Và mặc dù là một cái vai rất là nhỏ ở trong phim, nhưng mà đối với em nó vẫn là một cái dấu ấn để em khoe là phim đó có tôi đóng. Mỗi lần mà mọi người mà mở phim lên, mọi người vẫn hay chụp những cái hình trong nhân vật của em gửi cho em. Và nói thật sự là không biết là anh Dũng có biết một cái điều này không ạ? Rất nhiều người khi nói về bộ phim Mẹ Con Đậu Đũa thì 10 người em nói thì có ít nhất là 5-7 người họ nói rằng phim đó tôi coi rồi, tôi thích lắm. Đúng rồi. Và em nghĩ rằng nếu nói không ngoa rằng đó là một trong những bộ phim được yêu thích nhất của đài truyền hình trong giai đoạn đó. Và có thể rằng là cho đến tận bây giờ trong cái thể loại phim ngắn. Các bạn cũng sẽ phải được nhìn lại cái kỷ niệm là sau đó thì cái bộ phim được bình chọn là phim ngắn hay nhất trong 10 năm. Và đây là cái phần thưởng của cái thời đó. Ủa anh, nếu vậy không phải là nhìn lại mà là em mới được nhìn lần đầu. Bây giờ Dung được nhìn lần đầu. Tức là đó. Các bạn được quyền chạm vào. Chỉ nghe nói thôi. Trước đó là anh em có nói với nhau, ví dụ như là anh Dũng có gọi điện thoại khoe Dung, rồi xong rồi mọi người gặp nhau là ở phim mình được đoạt giải là phim yêu thích nhất đó. Nhưng mà bây giờ tụi em mới được chạm nha anh, toàn nghe nói thôi đó. Cho chạm nè. Và giải thưởng lúc đó mình được nhận là 4 triệu đồng. 4 triệu nhiều đó. So với năm 2001 thì 4 triệu đồng em nghĩ là lớn đó. Đúng. Dung nhớ hình như là anh còn báo với Dung á là cái phim của mình được một cái công ty ở Nhật họ mua độc quyền để họ dịch ra tiếng Nhật để họ chiếu tại Nhật thì phải à. Ủa gì hả? Không nhớ. Dạ đúng. Sau này em không biết gì anh Dũng. Tức là tại vì anh em mình lâu lâu mới gặp nhau cho nên là nhiều khi cái thông tin nó quên mà Dung nhớ là hay. Tại vì sau cái năm đó thì anh nhớ là đài truyền hình có ký hợp đồng với một cái đài của Nhật để có cái giờ phát sóng những cái chương trình của Việt Nam. Thì cái phim đầu tiên được họ chọn để phát trên cái sóng đó mà phim về Việt Nam là cái phim Mẹ Con Đậu Đũa. Thì chắc có lẽ là một trong nguyên nhân mà vừa rồi anh được Nhật mời qua đóng một vai phim. Có những cái tình cảm mà người ta đến với bộ phim mà thông qua đó người ta sẽ yêu luôn cả những người diễn viên ngoài đời. Và người ta sẽ tạo những cơ hội cho các diễn viên ở ngoài đời trong cuộc sống của mình luôn. Ví dụ như thầy Ninh nói cũng có thể là thật, chị Tuyết Dung trong hậu trường có chia sẻ đó quý vị, cũng nhờ bộ phim Mẹ Con Đậu Đũa này mà chị ấy có cơ hội trong công việc hiện tại của chị luôn là luật sư. Đúng rồi, chắc là Dung xin chia sẻ câu chuyện rất vui như thế này. Là lúc đó là Dung làm luật sư trong một cái công ty luật ở Singapore. Thì lúc đó mình họp với một phó chủ tịch hội đồng quản trị của một cái tập đoàn bất động sản rất là lớn. Thì cái trong lúc họp thì ông rất là vui vẻ, mà ông thể hiện với mình giống là ông biết mình từ lâu lắm rồi. Cái gì nói với ông cũng rất là dễ chịu. Mà thực ra ông là nổi tiếng khó tính chứ không phải là dễ. Thì lúc đó thì luật sư đi cùng với mình á, là sếp mình á, mới hỏi rằng là Dung Lê, tao thấy cái ông này hình như quen với mày hay sao ấy. Bởi vì ông cứ nhìn mày ông cười hoài à. Ông tỏ thái độ rất là yêu quý mày. Và sau buổi làm việc á, thì ông nói rằng là ông có biết rằng là luật sư của ông á từng là diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam không? Thì ông sếp mình gọi nghe nè, ông trố mắt ra, ủa mày làm diễn viên từ bao giờ? Ông phó chủ tịch mới chia sẻ tiếp, đây là một cái bộ phim mà cô này tham gia và có thể nói rằng tôi rất là yêu thích cái bộ phim đó. Và nếu được cơ hội mà làm cái Mẹ Con Đậu Đũa 2, tôi rất vinh dự được tài trợ cho cái phim đó. Đó, và lúc đó mình cũng gọi điện chia sẻ với anh Dũng và nói thật luôn, và cái công việc của mình ngay lúc đó rất là thuận lợi là bởi vì là mình được
cái một người khán giả rất là yêu quý mình. Dạ. Đó thì tạo điều kiện hết sức mình trong một giao dịch đó. Yêu thích từ vai diễn trong phim đến yêu thích cái cô luật sư bên ngoài đời đóng cái vai diễn đó luôn. Đúng rồi. Dạ. Vậy mình có thể nói là một bộ phim không chỉ mang đến một tác phẩm giải trí mà mang đến ký ức, mang đến rất là nhiều niềm vui, mang đến rất là nhiều những cái cảm xúc, sự lan tỏa đến với rất nhiều người. Đúng. Dạ, giống như bây giờ mình gặp những diễn viên mà hồi nhỏ mình coi, mình yêu thích những vai diễn đó, thì bây giờ mình gặp họ mình giống như thấy cả một cái bầu trời tuổi thơ của mình, và tự nhiên mình cứ yêu quý họ mà không cần biết lý do, chỉ biết là bởi vì cái người này đã từng đóng một cái vai diễn trong một bộ phim mà mình yêu thích, chỉ thế thôi. Đúng rồi. Thật ra không quá nhiều bộ phim làm được điều đó. Dạ. Và em nghĩ là để có được bộ phim đó thì thực sự mà nói là tụi em với cá nhân cảm ơn anh Dũng, cảm ơn đài truyền hình đã thực hiện cái bộ phim đó để hôm nay chúng ta ngồi đây nói với nhau về những kỷ niệm rất là đẹp, đúng không ạ? Và bây giờ thì em muốn có một cái thử thách dành cho mọi người đây, bởi vì mọi người nói rằng là mọi người có quá nhiều những ký ức kỷ niệm đẹp với bộ phim này, và như chị Dung thì nói rằng chị Dung thuộc thoại rất là nhiều luôn. Vậy thì bây giờ mình thử thách lẫn nhau nha, mình xem coi cái trí nhớ của mọi người nó như thế nào. Sẽ có những cái đoạn phim ngắn để chúng ta xem, và sau đó có những câu hỏi xem coi mình có nhớ được hay không nha. Mời mọi người nhìn lên màn hình. Cái áo này có cho thuê không? Cái ông này, trời ơi, áo gì mà cho thuê thì còn gì là áo. Thôi được rồi, tôi bớt thêm 5,000 nữa là 50 đó. Sao, được không? Vừa rồi là một đoạn trích là bé đầu đũa không mua cáo đầm nữa. Vậy thì bây giờ đố mọi người coi còn nhớ không, là khi đầu đũa không mua đầm nữa thì sau đó đầu đũa nói với ba là đầu đũa muốn mua món gì? Bây giờ hai cha con phải là người trả lời nè. Ba nhớ không ba? Con nhớ gì không? Con nhớ như, hình gì? Như là đôi guốc. Đôi guốc hả? Rồi chốt đáp án đôi guốc. Là đôi guốc, còn thầy Ninh nói là cái son hả thầy? À không phải cái son là mượn thôi. Mượn. Nhớ rồi, mượn. Tôi không nhớ đâu, thiệt tình lâu quá không nhớ. Dạ chỉ có một mình Tú nhớ là hình như là đôi guốc, hình như là đôi guốc thôi. Như. Còn chị Dung có nhớ đoạn này không? Mặc dù Dung không tham gia cái cảnh quay này nhưng mà Dung nghĩ là hình như là không mua cái gì hết á. Không có mua tôi nhớ không có mua gì hết trơn á. Thế cũng chọn đáp án là không mua gì cả. Cách đây khoảng 2-3 năm em có coi cái phim này và nhớ là cổ không mua, rồi sau đó là cũng đúng thôi, dép đó với cái áo cái quần đó vô. Và xong rồi mượn cái son vẽ vậy thôi Vẽ xong rồi cô còn biểu là thôi bôi cái son đi. Đúng chính xác đấy. Sợ bố tốn tiền đúng nên là không có mua cái gì cả. Như vậy là các cô các chú ở đây đều nói rằng là không mua gì cả. Còn bé đầu đũa nhớ thì nói là mua đôi guốc. Hình như là tôi nhớ là có mua cái vòng tay. Không. Mua cái vòng tay. Vừa rồi em thấy anh Trương Dũng ra hiệu. Có ra hiệu cho thầy Công Ninh. Trời ơi, trời ngồi nói chuyện hai bà nè. Thấy tôi ở đây trời ơi trăm tay ngàn mắt. Thầy ơi, không mua. Rồi mua đôi guốc, rồi mua cái vòng, đủ thứ hết nha. Có cả đạo diễn trong đó nữa. Mà bây giờ cái chi tiết này mà các cô các chú sai hết, Tú đúng mới là vui á nha. Kể cả ông đạo diễn, ông là đạo diễn bộ phim mà bây giờ ông chỉ ông gà bài cho người ta mà gà lộn. Tôi nhớ. Đây, mời mọi người cùng xem câu đáp án. Con không mua lấy gì mà đi thi? Mua được áo rồi, ba hết tiền thì sao? Con mặc đồ này cũng được. Hay là ba mua con đôi guốc đi. Trời ơi, hay quá. Làm guốc rất là tốt. Hay quá Tú ơi. Anh Dũng ơi, có phải là đạo diễn phim này thiệt không? Rồi sẵn tiền hỏi chị Thúy luôn, có phải là cách đây 2 năm mấy chị có coi lại phim này không? Rồi nhân tiền hỏi chị Dung luôn, chị có thuộc thoại nhiều lắm không? Mà chị thuộc thoại của chị. Và còn thầy thì sao ạ? Thì mới bị nhắc tuồng cái vòng giờ sai bét rồi. Cho nên là chịu khó bớt nghe lời nhắc lại xung quanh. Chỉ có đúng một mình Tú là trả lời đúng thôi. Là sau đó cô bé nói là ba là tôi mua đôi guốc. Coi cái đoạn này thì mình nhớ lại cái vai diễn này của chị Mỹ Khanh. Mà thiếu một trong những vai này là bộ phim không hoàn chỉnh. Với cái vai tính cách thì chị Khanh chỉ vô rất là ngọt ngào. Bởi vì chị Khanh lại có cái sắc sảo. Từng đóng rất là nhiều những cái vai diễn như thế trong kịch truyền hình. Cho nên là qua cái vai diễn này cũng không khó lắm. Vừa rồi là một cái thử thách đầu tiên thôi. Bây giờ mình vẫn còn nữa. Ủa? Nữa hả? Đâu có ít vậy chị, mới có một cái một mà sao đủ. Mình phải có thêm cái nữa. Mời mọi người theo dõi tiếp nha. Ba ơi, có dễ thi không ba? Ba cũng không biết nữa. Ba đang cố gắng đạp nhanh đây. Trời ơi, cái xe này nó nặng như quỷ luôn á. Đạp nó lè lưỡi luôn. Em sẽ hỏi một cái câu nó dễ hơn rất là nhiều. Ba con đầu đũa chạy lướt qua bao nhiêu con bò? Bao nhiêu con bò? Trời ơi. Hỏi gì ác dữ vậy? Chắc này đạo diễn phải nghe cái anh không, nãy giờ là cái đỉ cha con không chứ có đỉ bò đâu. Không bò đâu. Em còn không thấy có con bò nào trên đó, em chỉ thấy có cha con đậu đũa thôi. Công nhận là có. Em không để ý, em đi rồi chỉ nhìn cha con đậu đũa thôi. Thôi mình cứ cho là một con số nào đó đi. Ba con. Ba con. Chắc khoảng ba con. Ba con.
Em chọn 6 con. 6 con. Trời ơi, rộng rãi quá. Một đàn. Anh Dũng đang ngồi nghĩ lại hồi xưa thiết kế tính bao nhiêu tiền thuê bò. Anh nghĩ là vừa mới lướt qua 2 con. 2 con. Wow. Vậy là mình có 3 đáp án nha, 2, 3 và 6. Mời mọi người xem, đếm nha. Ba ơi, có trẻ thuê không ba? Ba cũng không biết nữa. Ba đang cố gắng. Còn ba con nữa. Bốn con. Sáu con. Trời ơi. Cái này là hơn. Hơn thôi chứ không có hay. Hai con cũng đúng, ba con cũng đúng, sáu con đúng. Tại nó chuyển động từ từ. Đúng rồi. Dạ. Anh cứ nhìn cái khung đầu không. Dạ. Anh Dũng ơi, mà hồi đó cái này là quay tự nhiên chứ đâu phải là sắp xếp. Đúng Dũng? Rồi em. Quay tự nhiên. Dạ. Nhưng không tự nhiên. Tức có nghĩa rằng là trong khi đoàn di chuyển đi để tìm cái bối cảnh để mà quay cái cảnh đó đó. Dạ. Thì tình cờ thấy cái đó. Đúng rồi, tình cờ thôi. Tình cờ thấy cái đó cho nên đoàn dừng lại liền và thực hiện luôn cái cảnh quay đó. Mà em thấy mình quay trong cái địa hình này là đường nó gồ ghề, đường đồi núi mà. Mà thầy Ninh thì đạp một chiếc xe đạp nó cọc cạch, nó cũ như vậy mà chở bé Tú ở phía sau. Vậy thì cái việc mà quay những cái cảnh quay đạp xe như vậy nó cũng có trở ngại phải không thầy? Có bao giờ hai cho con bị té không ạ? Không té thì không. Dạ. Có cái cảnh là đạp lên dốc. Anh nhớ cái cảnh đạp lên dốc không? Quay cảnh đi thi. Nói đạp cho hay vô thật. Trời ơi, ông bắt anh quay cái cảnh đó lên dốc nha. Mà đạp cái xe này mà lên dốc 3-4 lần luôn. Mà em quay lần cuối cùng nó chắc lần nữa chắc đạp không nổi. May quá lần đó lại được. Dạ. Cách đây hơn 20 năm trước, lúc đó thầy vẫn còn là chưa có gia đình, vẫn còn là một chàng trai độc thân, mà phải đóng một người cha mà gọi là gà trống nuôi con. Mà bé Thiên Tú là mới có 5 tuổi thôi, mà phải có rất là nhiều những cái giai đoạn mà mình phải làm quen với bé, rồi mình phải thích ứng với bé, rồi tâm lý của người cha như thế. Vậy thì lúc đó cái khó khăn nhất của thầy khi nhận cái vai diễn này là gì ạ? Tất nhiên là cái mối quan hệ của cha và con. Thế nhưng mà song song cái khó khăn đó, khi mà thể hiện cái nhân vật cha của Đậu Đũa, bản thân tôi là có cái thuận lợi là trong cái nhân vật này nó là một người đàn ông, không có người vợ bên cạnh. Người đàn ông độc thân. Phải nuôi một đứa con của mình. Mà trong lúc đó thì Ninh vẫn chưa có người bạn gái nào bên cạnh nữa. Yeah. Thành ra cái cảm xúc của người đàn ông đơn độc trong cuộc sống, chăm sóc một đứa bé nó rất là phù hợp. Và chắc có lẽ là vì yếu tố đó cho nên đi vào cái nhân vật này, bản thân tôi cảm thấy là ít khó khăn hơn là những sự thuận lợi. Yeah, yeah. Để mà chuyển tải cái tình yêu thương giữa cha với con á, thì cái việc đầu tiên khi chọn bối cảnh là phải hoàn toàn khó. Cái gì cũng khó hết thì mới chuyển tải được cái tình cảm. Vậy thì cái khó nhất của anh cho đến giờ phút này anh vẫn còn nhớ về bộ phim này là gì anh Dũng? Có lẽ là anh phải có một cái lời cảm ơn với tất cả những cái người đã tham gia cái phim Mẹ Con Đậu Đũa. Đó là khi mình quay cái cảnh kết ở trong cái khu, cái vùng dân tộc, nhớ không? Dân tộc. Rồi nhớ rồi. Cái làng dân tộc đó là đặc trưng không thể dừng mà phải đi cả đoàn vào trong đó. Đúng thì rồi. Cái đó nó vào cái mùa khó mưa, đi lắm. Nó kinh khủng khiếp. Tại nó ở trên cao mà. Mà đi xuống cái thung lũng rồi mới đi lên lại. Mà chuyển thiết bị, mà em nhớ là Nghĩa cũng biết là cái thời kỳ đó thiết bị rất là quý. Người bị cái gì thì còn có thể chữa được, nhưng mà máy bị là không còn cái gì để thay được. Cho nên thiết bị được chất lên một cái xe rất là kỹ lưỡng. Và đi vào con đường đó thì anh nhớ rằng cái sinh là nó ngập lên nửa cái xe đó luôn. Và tất cả mọi người đều dồn lực vô để mà đẩy cái xe thiết bị đó, máy nổ rồi tất cả các thứ là nằm ở trên đó. Mà ngày xưa thiết bị nó lớn lắm chứ không phải nó nhỏ như nó gọn như bây giờ, cho nên là nó rất nặng. Và khi anh đứng anh nhìn cái đoàn đó, thật sự anh không biết phải nói cái lời gì để cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, cảm ơn các anh các chị. Và bây giờ vẫn còn một câu hỏi cuối cùng nữa, một thử thách dành cho mọi người nha. Mời mọi người xem. Thực hiện chỉ thị của huyện ủy và ban bảo vệ bà mẹ trẻ em của huyện, nhằm mục đích khuyến khích việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ để phát triển tốt mầm non của đất nước, hàng năm huyện tổ chức cuộc thi nuôi con khỏe dạy con ngoan. Nhưng nội dung năm nay có phần thay đổi là số điểm của các em sẽ được cộng với số điểm của người mẹ. Để tìm ra những mẹ con điển hình trong việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ, để tạo một phong trào cho mọi gia đình, xin tuyên bố buổi thi được bắt đầu. Gì đây? Dạ, gì câu vậy? Hỏi thì thật ra nó có trong đoạn phim vừa rồi, mà giờ ông lại lặp lại câu hỏi đó kỳ. Câu hỏi là cuộc thi chủ đề được nhắc đến là gì? Đây, bà thư ký nè. Nhớ không? Mới nghe xong tức thì đó chị. Mới nghe xong nó trôi tuột đi mất tiêu rồi. Hay là em đổi câu hỏi, ở ngoài cửa sổ có bao nhiêu đứa bé nha. Là gì ta? Trời ơi, mới nghe tức thì luôn đó. Đang chờ câu hỏi đằng sau. Hình như Dung nhớ là chủ đề bà mẹ và trẻ em. Gắn kết tình yêu thương gì đó.
gì con, chủ đề là gì con, bây giờ cả đoàn trông cậy vô con đó. Không, con không để ý cái này, thực sự không để ý. Nó tập hồi nãy con tập trung đếm em bé giống như đếm em bé. Nhớ cái câu thoại đầu tiên khi nói với ba là phải chở con đi cái gì à? Cuộc thi bé khỏe bé ngoan. Ở đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là tên cuộc thi à? Nhưng mà hưởng cái phong trào chủ gì đề, chủ đề, chủ đề, chủ đề. Cái chủ đề đó là có cắt dán in trên cái phong xanh đó. À. Em ơi, chị mắc nhìn chị rồi. À, dạ. Chị thấy chị đẹp quá, chị đẹp quá không? Lo nhìn bà Thúy bà diễn không, không lo nhìn gì hết trơn. Dạ thôi, coi như là mình không có đáp án phải không ạ? Cứ nghĩ là cái câu này dễ như cho mà cuối cùng không có dễ như mọi người vẫn nghĩ. Hồi nãy mình lo mình nhìn diễn viên Thạnh Thúy diễn nè, rồi mình lo mình nhìn đếm mấy cái người quần chúng. Nếu như mọi người không có đáp án, em mời mọi người coi lại một lần nữa nha để biết. Nhằm mục đích khuyến khích việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ để phát triển tốt mầm non của nuôi con nước. Khỏe dạy con ngoan, khỏe dạy con ngoan. Nuôi con khỏe dạy con ngoan. Đó. Nuôi con khỏe dạy con ngoan. Có trong lời thoại của chị luôn đó chị. Trời ơi, bà tuyên bố mà bà không nhớ luôn. Không biết gì hết, không nhớ gì hết. Còn câu hỏi cuối cùng mời mọi người xem. Không dám đoán câu hỏi là gì luôn. Không dám đoán. Không dám đoán luôn hả? Vậy thôi em đọc cho mọi người nghe nha. Hồi hộp. Đúng rồi, con cũng hồi hộp á. Đừng nói sau lưng trước bụng là cái gì nha. Chờ câu hỏi nữa đây nè. Khi mời cô giáo vào trong ăn dỗ gồm có những món ăn nào? Trời. Không có nói. Chỉ có nói nấu một nồi cơm. Cơm thôi. Dạ chưa, đó chưa phải là câu hỏi đâu. Chưa câu hỏi. Dạ em mới hỏi thử thôi. Mới thử thôi, thử sơ sơ thôi. Xé nháp giờ mới xé nháp. Trước nhà đậu đũa có trồng giống cây leo nào? Mướp. Mướp. No. Phía sau nhà là đậu đũa. Ở phía trước em thấy có trái lòng thòng em nhìn đàng hoàng. Em đã nhìn đâu em còn hỏi mướp. Su su hay mướp? Trời lá mướp héo. Đạo diễn Trương Dũng là bắt thiết kế phải làm mướp đó. Mướp mướp à, cái vàng đó là cái vàng được dựng lên hơi héo dựng lên, lên. Rồi bây giờ mời mọi người xem mướp ở phía sau. Hay chưa, hay chưa, vàng mướp héo này mướp này mướp đúng là hơi héo nhanh. Vàng mướp ngụy tạo luôn hay sao anh? À đúng rồi, tức là khi mình tới đó thì chỉ có cái căn nhà không thôi. Dạ. Thì là anh họa sĩ Mã Phi Hải anh phải vẽ cái thiết kế cái nhà theo như cái kịch bản. Thì phía sau là phải có một cái vàng đồ đũa để ăn với cái tên của cái phim và phía trước là cái dàn mướp toàn bộ là đều dựng hết. Dựng hết là dàn dựng hết. Đúng rồi, dựng hết. Phải nói rằng là một bộ phim thành công á là cái sự góp sức của rất là nhiều người. Không phải chỉ là những người xuất hiện trên màn ảnh mà kể cả những người đứng sau ống kính như đạo diễn rồi thiết kế rồi bao nhiêu tổ phục trang quá trang, bao nhiêu con người, có khi những đoàn lớn mấy chục cả trăm con người để có thể hợp sức lại tạo ra được một tác phẩm cho chúng ta xem. Và đó là những cái điều mà các diễn viên của đoàn phim Mẹ Con Đầu Đũa chia sẻ và kể lại thì chúng ta mới có thể hiểu rõ hơn về cái quá trình ngày đó để làm ra được bộ phim cũng như là để xây dựng được những nhân vật đó nó có những cái khó khăn hay có những thuận lợi như thế nào. Còn bây giờ thì Đại Nghị muốn mời tất cả mọi người ở đây chúng ta hãy cùng xem lại một vài hình ảnh của một người diễn viên, một người bạn đồng nghiệp của chúng ta, một người anh cũng có mặt trong bộ phim này nhưng mà rất tiếc là bây giờ anh ấy đã không còn ở đây nữa. Mời mọi người cùng theo dõi nha. Nghệ sĩ Nguyễn Hậu là một cái tên quen thuộc trong lòng khán giả qua các bộ phim truyền hình với nhiều vai diễn đa dạng. Vào vai ông Tất, một trưởng ban phòng chống dịch, kiêm thư ký huyện trong bộ phim Mẹ Con Đầu Đũa, nghệ sĩ Nguyễn Hậu đã để lại cho khán giả nhiều tiếng cười cùng sự đáng ghét trong vai diễn của mình. Trời ơi! Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi? Phải cẩn thận chứ con! Hình ảnh về người nghệ sĩ chân chính, nhiệt huyết trong từng vai diễn, nghệ sĩ Nguyễn Hậu vẫn luôn sống mãi trong tim khán giả. Tuy không còn bên cạnh chúng ta nữa, nhưng hình ảnh về người nghệ sĩ ấy sẽ luôn là một phần ký ức của tất cả khán giả, những đồng nghiệp yêu quý anh. Và vẫn sẽ là một phần ký ức của những thành viên trong đoàn phim Mẹ Con Đậu Đũa. Anh Dũng, anh có những ký ức hay những câu chuyện gì liên quan tới anh Hậu anh có thể kể cho mọi người nghe được không ạ? À? Khi qua cái đoạn này thì tự nhiên tôi chợt nhớ đến anh Hậu là cái hành động mà chúng ta vừa nhìn thấy ảnh kéo cái kính xuống trước khi cái câu nói của ảnh thì ngay cái thời điểm đó khi diễn xuất là hai anh em cũng tranh cãi nhau về cái hành động đó. Tức là nên bỏ kính xuống rồi hẳn nói cái câu dứt khoát đó hay là vẫn mang kính để mà nói cái câu đó. Thật sự ra nhìn lại rất là nhớ anh. Nhớ lắm. Dạ. Anh Hậu, ai trong nghề mà làm việc chung với ảnh á thì mình sẽ thấy rằng là ngoài cái vẻ ngoài có vẻ là hơi dữ dằn mà cái bản tính của anh là rất là sợi lỡi, rất là cởi mở với anh em trong đoàn, rất là dễ thương phải không chị Dung? Đúng rồi. Anh Hậu ở trong đoàn thì rất là dễ thương thôi. Thì gặp ai anh nói chuyện thì nói cười vui vẻ.
Thúy biết được chú Hậu đầu tiên là phó đạo diễn, rồi thi thoảng chú có đi làm sản xuất, nhưng mà cái vai trò phó đạo diễn là đậm nhất, rồi sau đó là chú làm thêm diễn viên. Nghe rất nhiều người kể về việc rằng là nhờ cái ông Nguyễn Hậu này mà tôi đã làm nghề, hoặc là tôi đã được bước chân vào nghề. Bởi vì phó đạo diễn thì sẽ có cái nhiệm vụ là đi tìm diễn viên. Đấy, thì là rất nhiều người khi mà ngồi nói chuyện về về bố Hậu là đó, hồi xưa anh bước vào nghề hay chị bước vào nghề là nhờ ông Nguyễn Hậu, với cái nết mà gọi là cái miệng thì rất là dữ, nhưng mà cái tâm thì lại rất là tốt, sẵn sàng lo lắng, chăm sóc, rồi bảo ban dạy dỗ, mà thậm chí là không ngại va chạm để giúp đỡ cho những cái em trẻ nhỏ để họ có cái cơ hội ở trong nghề. Thì khi nhắc đến chú Nguyễn Hậu thì suy nghĩ rằng là mọi người sẽ có cùng chung một cái cảm giác về chú, một cái ký ức về chú là đó là một người đàn ông mạnh mẽ và rất là quyết liệt và rất là yêu thương và rất tốt bụng. Dạ, dùng từ tốt bụng tốt ở bụng anh Nguyễn đó. Hậu là chính xác nhất. Dạ. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của các anh chị ạ. Và thưa tất cả quý vị khán giả, ngày hôm nay với chương trình Vang Bóng Một Thời về bộ phim Mẹ Con Đầu Đũa, chúng ta đã được nhắc nhớ về những kỷ niệm của một thời, những năm đầu 2000, khi bộ phim Mẹ Con Đầu Đũa ra bờ đời và đã tạo dấu ấn sâu đậm cho khán giả đến tận ngày hôm nay. Đến ngày hôm nay, mỗi người nhìn lại đều có thể tự hào về một cái quãng thanh xuân của mình đã từng gắn bó với nghệ thuật, cụ thể hơn là đã từng gắn bó với bộ phim này như thế nào. Cảm ơn thầy Công Ninh, cảm ơn anh Dũng nè, cảm ơn chị Tuyết Dung cũng như là Thiên Tú đã đến với chương trình Vang Bóng Một Thời ngày hôm nay. Còn với chị Anh Thúy thì đương nhiên là một lời cảm ơn nó nhiều hơn, bởi vì chị không phải chỉ là một thành viên trong đoàn mà còn đóng vai trò là ban bình luận cùng với em để chia sẻ với mọi người về những câu chuyện, những kỷ niệm của bộ phim. Và chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ. Và bây giờ thì sẽ có những bó hoa của chương trình thay lời cảm ơn gửi tặng đến tất cả các thành viên của đoàn. Dạ, xin được đại diện chương trình gửi tặng chị Dung bó hoa. Cảm ơn. Dạ. Chờ... cảm ơn bé Thiên Tú, ưu tiên em bé trước anh ha. Ừ. Dạ, em cảm ơn rất là nhiều anh Dũng đã cho tụi em những cái kỷ niệm rất là đẹp. Ừ. Cảm ơn thầy Minh. Dạ. Thay mặt anh em ở đây xin cảm ơn chương trình đã có một cái khoảnh khắc cho anh em gặp nhau và nói lại những cái điều tâm sự. Và cảm ơn Đại Nghĩa, người em anh rất là quý. Dạ. Nhớ làm gì kêu anh nhé. Dạ, cảm ơn anh. Các thành viên trong đoàn có hoa hết rồi mà có mình chị ấy chưa có hoa cũng kỳ. Cho nên đây còn bó em gửi chị. Em giấu, em giấu bây giờ. Chờ surprise. Dạ, bó hoa này là của Đại Nghĩa. Thì Công Ninh cũng đại diện anh em nghệ sĩ ha. Cảm ơn chương trình và cũng cảm ơn cái buổi giao lưu này với lại khán giả, rất là gợi những cái kỷ niệm rất là đẹp và rất là nhiều lúc ngồi muốn khóc luôn á, thật tình á. Dạ. Giờ đang nói muốn khóc nè. Dạ, thông qua chương trình Vang Bóng Một Thời thì Tuyết Dung cũng muốn cảm ơn đạo diễn Trương Dũng đã tạo cơ hội cho các diễn viên được có một vai diễn trong phim Mẹ Con Đậu Đũa, là một phần trong phim Mẹ Con Đậu Đũa. Và cảm ơn em Đại Nghĩa và cảm ơn bạn Hành Thúy rất nhiều. Cảm ơn đạo diễn Trương Dũng đã gần như đây là cái vai đầu tiên khi quay phim truyền hình mà vai chính á. Không phải, cảm ơn là đã đặt tên luôn. Từ sau đó là toàn là coi như là gặp Ninh là kêu là cái vai diễn này không thể nào quên được luôn. Dạ, thưa quý vị, như mọi người thấy đó, đến bây giờ sau hơn 20 năm mà khi nhắc lại cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc đó mà mọi người vẫn còn rất là bồi hồi xúc động như vậy. Và thậm chí thầy Công Ninh là một cái người mà mình thấy rất là mạnh mẽ, gai góc mà cũng nói rằng là sẽ không kìm được nước mắt khi mà nhìn lại những hình ảnh này. Dạ, đó là những cái khoảnh khắc rất là đáng quý khi chúng ta đã có cùng với nhau ở một cái quãng đời nào đó, một cái thời tuổi trẻ mà chúng ta đã từng trải qua. Cảm ơn một lần nữa sự hiện diện của tất cả các thành viên trong đoàn. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Vang Bóng Một Thời. Và chắc chắn rằng ở những số phát sóng tiếp theo, chúng tôi vẫn sẽ có những câu chuyện để chia sẻ với quý vị. Chúng ta cũng sẽ gặp gỡ lại những nhân vật đã từng làm nên ký ức, từng làm nên thanh xuân tươi đẹp của chúng ta. Và đừng quên giờ phát sóng 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình cho đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Khép lại chủ đề tuần này là những cung bậc cảm xúc về sự hoài niệm. Hãy cùng khám phá những câu chuyện về một chủ đề mới trong tập 13. Chương trình Vang Bóng Một Thời được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.